sao đây không gọi nó. Anh và anh phải so với bắp tay của Bi ấy. Bắp tay của anh thì tác động gì? Cáp này to bằng cổ. Sao to sao mấy tay anh luôn rồi anh nhá. To bằng tay luôn này. Cáp treo lên và xi bằng đấy. Cái này để giữ phòng. Cáp này rất là khổ luôn. Đứng ở giữa ấy. Gà cáp treo để lên xuống kia các bác nhá. Treo người lớn trị giá 700.000 đồng từ sau 15 giờ đến 19 giờ hàng ngày sẽ được tặng một cuốn đồng hồ trị giá 100.000 đồng sử dụng tốt hơn tặng nhà bên ngoài cả hoặc thức ăn mang về. Đặc biệt khi giờ mua nhà mua nước của cha hay là người ơi. Áp này. Áp đi nhá. Đây là mô phỏng đỉnh Phan Xipang. Trên đỉnh Phan Xipang này nó có cái này này. Rồi. Đâu quá.
Đẹp nhưng chưa? Mà em phải công nhận là chỉ có mỗi chỗ này là đáng đi nhất Sapa. Hoa Thanh Anh. Xin giới thiệu với các bác là hoa Thanh Anh. Nhìn đẹp lắm. Thanh Anh. Kia là Oải Hương. Lần đầu tiên nghe thấy. Oải Hương trên kia. Đây Thanh Anh. Oải Hương không hay là cái hoa gì giống như trước bác Hà không phải. Đẹp quá nhỉ. Cơm Nam này 20.000 một đồng. 20.000 một đồng. Thank you.
Này toàn thổ cẩm nữa nhé. Thuốc này. Thuốc làm thuốc bắc gì đó. Linh chi này. Minh mạng thang này. Bác chó này bao tiền cái túi này hả? 100 em. Một cái này được 1 cân không ạ? 1 cân ạ. 100 ạ? 100, áo chó trắng đen 101. À. Cũng rẻ chứ. Lấm xanh. Đây là chuẩn bị đến sân ga rồi mọi người nhá, hoa hoét này, đẹp quá. Nay nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 cho nên là rất là đông du khách. Ôi, đây này. Giờ này có cảnh đẹp này. Cảnh đẹp đây này, úi giời. Đẹp quá. À, chỗ này sân ga kia các bác nhá, này kiến trúc này châu Âu này, kiến trúc như châu Âu này. Khu vườn hoa này đang xây dựng. Hoa đẹp chưa này? Cảm ơn 30 khách của chuyến tham quan vui vẻ. Đây là đến sân ga lên cáp treo mọi người nhé. Sân ga lên cáp treo này. Cái này mát lắm mọi người nhá. Ngay bên cạnh là ngôi chùa gì đây? Xem có tên là gì không? Ôi, to đẹp, hoành tráng. Không biết là chùa là tên là gì ạ? Không thấy đề tên. Xuân về trên rừng núi.
có ăn uống nghỉ dưỡng như ở dưới này không? Đẹp chưa? Đấy, nhìn từ xa nhỉ, ngôi chùa rất là đẹp luôn. Cáp treo đi ở đường này các bác nhé. Cổng vào ấy, cổng vào được một đoạn rồi thì có vườn hoa này, đẹp tuyệt vời luôn. Chỗ thuê trang phục này 50.000 một lượt. Đây, xin mời mọi người ra vườn hoa hồng. Vườn hoa hồng này cầu này đây là hoa hồng Neo Sapa đẹp tuyệt vời luôn. Chú cho nhà bác
Chị đứng đâu ạ? Mấy con đặt ra đây tí. Chưa lên. Nào. Hai ba nào. Hai ba nào. Đi ơi. Rồi. Đây là hoa hồng cổ Sapa. Trồng ở đây rất là nhiều. Đấy. Đây có cái này nhiều hoa này. Ấy hoa này. Này con chuột. Nào nào. Nó ngồi xuống em không mà nhìn thấy. Đẹp chưa? À. Hello. Rồi, nào bố chụp đi. Mày nhìn bố, gọi bố đi, gọi thỏ đi. Đấy. Nhìn bố này. Rồi. Đêm nào kia quả không ra cái chùa kìa, nó ra cái chùa kia mà nhìn thấy mà thế nào chùa đấy không thấy tên. À, nhìn sang thôi công. Quay về đây. Chị Hợp đi chơi nhỉ, đi xe ăn được nhiều nhỉ. Đi.